Còn với lượt về này thì với Dũng K54 thì anh cũng đã để lại hai quả bóng bay cho các bạn cần cải thiện rất là lớn. Như vậy là đội tuyển quân khu 5 là còn 3 quả bóng bay không bắn được. Với kết quả đấy, này nó đang chào tạm biệt đội tuyển quân khu 5 đấy, một phút bóng bay còn lại. 1 phút 30 giây và thành tích thi đấu của mình. Tiếp tục những bước chân đang rút ngắn khoảng cách. Và dù có đi tiếp hay không thì đội tuyển quân khu 5 thì đây cũng là chặng thi cuối cùng của họ ở trong vòng loại đầu tiên của mình. Và đội tuyển quân khu 5 những bước chân rất hết sức là nỗ lực để tiến về các khu vực để hòm đạn. Chúng ta đang nhìn thấy Phan Văn Trường. Trường ra trường. Quân người đi cuối cùng trông thật thương. Anh bé như như bé chú heo con. Vâng, với một chú heo con đang ở một khu chợ sầm uất, bé một thể lực của các vận viên đến đẳng nhỉ? Đẳng rất tốt. 39 bậc thang mà các vận động viên mới chạy phong họ là hối hả leo lên đồi để trở về nơi tập kết. Còn đây là nơi tập kết và những thùng đạn đã được trở về. Đạn đầu tiên. Báo lương đầu tiên. Thanh Hoàng. Vâng, Thanh Hoàng rất cẩn thận. Anh còn đang tìm đường lối đường. Đi cầu thang chứ. Phải đi cầu thang mới thích. Tìm đúng đường cầu thang để ra. Vâng. Hoàn thành. Đã đổ. Xin chúc mừng đội tuyển quốc gia. Đội tuyển quân Nam đã hoàn thành trận thi thứ 3 của mình với thời gian là 7 phút 41 giây. Đây là thành tích thi đấu thực tế tốt nhất. Tôi cũng nghĩ tới một câu nói là mọi người chúng ta đều có khả năng, nhưng rất ít người có thể tự kỷ luật bản thân để luyện tập và trở nên tinh thông, trở nên xuất sắc.